Ở một ngọn núi hoang vu, bất ngờ tôi lại phát hiện thi thể người lộ ra ngoài. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Thằng béo, hãy tránh xa ra chút nhé. Anh em sợ quá. Tôi lập tức lấy điện thoại ra, báo cáo tình hình này cho đồn cảnh sát. Sau đó bước về phía trước, nắm đầu nạn nhân kéo thi thể ra ngoài. Tôi phát hiện trên cánh tay phải của thi thể có buộc một sợi dây màu đỏ sặc sỡ. Cảnh sát thực tập đến tập 33. Để tránh bỏ sót manh mối, tôi đã sử dụng siêu giác quan. Báo cáo kết quả, nạn nhân là phụ nữ, tuổi đời khoảng từ 23 đến 29 tuổi, thời gian tử vong khoảng 2 tháng. Sau đó tôi kiểm tra không có dấu hiệu bị xâm hại, trên cơ thể không có vết thương. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân chết do ngạt thở. Kiến Văn, chuyện gì thế này? Đội trưởng, tôi và gia đình hôm nay đến đây dã ngoại, vô tình con chó nhà hàng xóm tìm thấy một xác chết phụ nữ ở đây. Ồ, sợi dây đỏ. Lúc đó tôi thấy mọi người rất lo hãi. Những cảnh sát này như gặp thứ gì đó kinh dị. Đội trưởng Triệu. Tôi không biết tại sao đội trưởng Triệu lại căng thẳng thế. Khám nghiệm pháp y sơ bộ đã hoàn tất. Nạn nhân chết vì ngạt thở. Ước lượng thời gian tử vong khoảng 1 tháng trước. Còn báo cáo chi tiết hơn, tôi sẽ về kiểm tra kỹ lưỡng hơn mới kết luận được. Các cậu hãy đem thi thể về trước đi. Kiến Văn, cậu đã phát hiện ra thi thể, nên hãy theo chúng tôi về cùng điều tra. Được, tôi đến chào gia đình trước. Tôi đến nói với mẹ tôi, rồi sau đó chào biệt Dương Thủy Linh. Tôi đi theo đội điều tra trở về trụ sở. Dương Thủy Linh đứng trên đỉnh núi nhìn tôi rời đi. Trái tim cô cũng trở nên trống trải. Tại sao lần gặp mặt hiếm hoi này lại bị gián đoạn như vậy? Không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là khi nào? Dương Thủy Linh buồn bã quay lại quầy thịt nướng. Chỉ thấy cậu nhóc béo kia đang ăn cánh gà tôi nướng trước đó. Hay trên thế giới này nếu thiếu phụ nữ, em không thích chị nữa đâu, chị tự làm đi. Các bạn ở đây chắc chắn đã nghe nói. Thủ phạm của vụ án dây đỏ 3 năm trước, hắn ta lại tiếp tục gây án. 3 năm trước kỹ thuật điều tra của chúng ta kém, nên chúng ta không tìm ra thủ phạm. Lần này chúng ta nhất định phải bắt được hung thủ về quy án. Tôi sẽ không nói lan man thêm nhiều nữa, vì vụ án dây đỏ này rất phức tạp. Cấp trên đã phái đội trọng án cảnh sát thành phố xuống, khoảng 10 cảnh sát giỏi để dẫn dắt công tác điều tra lần này. Chúng ta hãy chào đón họ. Một đội trọng án vào phòng họp. Tôi nhìn thấy hình bóng Hiệu Đông trong đám người này. Hiệu Đông được chuyển đến đội trọng án của thành phố A. Khi nào thế nhỉ? Tại sao tôi không biết? Cha anh ta có rất nhiều cờ to chống lưng rồi. Xin chào các đồng chí ở công an quận Cầu Giấy. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là phó đội trưởng của đội trọng án thành phố. Lần này được chỉ đạo bởi lãnh đạo cấp trên đến dẫn dắt đội điều tra vụ án giết người hàng loạt dây đỏ. Mong mọi người hợp tác trong công việc với tôi. Này Kiến Văn, hình như Hiểu Đông đã chuyển đến đội trọng án thành phố. Anh ta có vẻ rất kiêu ngạo. Tôi đoán anh ta sẽ không quan tâm đến chúng ta đâu. Mọi người đều biết vụ án dây đỏ này rất khẩn cấp, không thể chần chừ. Chúng ta hãy bắt đầu công việc điều tra ngay bây giờ. Tất cả các đội trưởng và trưởng nhóm ở đây, chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp ngay nào. Lần này nạn nhân là phụ nữ, khoảng 20 tuổi, chết vì ngạt thở. Hiện trường vẫn giống như cách đây 3 năm trước, không để lại dấu vết nào. Sau 3 năm im ắng, hung thủ lại gây ra một vụ án mới. Tôi nghĩ hắn đang thách thức cảnh sát chúng ta. Mọi người đều là cảnh sát điều tra, có năng lực và chuyên môn cao. Không thể để hung thủ khiêu khích và nhờn nhơ như vậy. Vì vậy bây giờ, chúng ta hãy cùng trình bày quan điểm của mình, xem làm thế nào để xác định động cơ gây án và tìm hướng điều tra. Nào, ai muốn nói trước? Sau khi cấp trên dứt lời, nhưng không ai lên tiếng, mọi người đều im lặng. Này, cảnh sát Kiến Văn, hãy nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu. Được rồi, tôi sẽ chia sẻ quan điểm của mình. Tôi nghĩ rằng vụ án dây đỏ này, có người đang bắt chước hung thủ. Bắt chước sao? Cậu biết cậu đang nói gì không? Cậu đang làm rối loạn hướng điều tra. Hãy ra khỏi đây cho tôi. Lần này tôi không cần sự hợp tác của cậu. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên sau. Được thôi, nếu trưởng nhóm muốn đuổi tôi ra khỏi đội điều tra, thì tôi sẽ tự điều tra cùng đội của mình. Được, tôi không tiễn. Để tôi xem cậu điều tra ra được điều gì. Lúc này, đội trưởng Giang cũng không chịu nổi nữa. Đợi chút, đội trưởng Tống, mặc dù anh được cấp trên bổ nhiệm để điều hành vụ án này, nhưng anh không có quyền đuổi người của chúng tôi khỏi đội điều tra. Đội trưởng Giang, lãnh đạo thành phố, đã đặt trọng trách nặng nề lên vai tôi, giao cho tôi toàn quyền xử lý vụ án dây đỏ này, và để các anh hỗ trợ đội điều tra của chúng. Anh biết trách nhiệm và áp lực của tôi như thế nào không? Nếu tôi không có cái quyền này, ngay cả không thể sa thải một trưởng nhóm điều tra yếu kém. Làm thế nào tôi có thể tiếp tục công việc này? Hay anh lên và dạy tôi đi. Đội trưởng Tống, nếu anh tự cho mình cái quyền đó, hãy đuổi tôi ra khỏi đội điều tra vụ án này. Đội trưởng Giang, chúng ta còn chưa bắt đầu điều tra vụ sợi dây đỏ, xung đột nội bộ đã bắt đầu. Để lọt ra ngoài không phải sẽ khiến mọi người chê cười sao? Đội trưởng Giang, không sao. Một số người nói tôi thụ động và chẳng không xứng đáng làm việc với đội trọng án. Thế thì tôi sẽ cùng thành viên đội của tôi tự mình điều tra và bắt hung thủ về quy án. Tôi không quen làm việc đông người. Không phải cứ nhiều người thì sẽ phá án nhanh được. Nói xong tôi rời khỏi đây. Thật là tự cao, chỉ với một số ít người mà cũng muốn điều tra vụ án dây đỏ. Thật nực cười.